kiểu sao đừng thầy đừng có lên gọi vạm xanh nha, thầy có lên gọi vạm xanh rồi là dân gian kiểu này khổ lắm. Rồi bỏ tay kia ra xuống, rồi tay kia có hơi chậm chút không? Hơi chậm tí xíu thôi. Như hôm qua là ai dơ, ông dơ tay phải không? Ông là dơ tay là bị chậm hơn nhiều. Bây giờ thì giờ tối này nhẹ không? Ôi trời ơi, quá đẹp. Ok, mà thấy nhẹ cái tay ghê hết. Ok, tiếp dậy đi. Hôm nay đi không thấy nó tê tay nữa. Tê tay này đi xe máy không thấy tê. Không thấy tê nữa, ok. Rồi, bây giờ co tay lên đó. Ok, ông này ngon là đâu? Thấy chưa? Thấy không? Rồi, cái tay này nói cái hết ngon rồi. Thấy không? Nói dọa cho anh em tao ráng. Rồi nói cho đáng lên này như vậy đó. Nè, đó, ra đây nè. Rồi, ra đây. Thì khi á, tôi nói mọi người để lưu ý cái bài học này cũng rất là dễ làm. Không có gì khó đó. Đây nè, mình nắm cái ngón tay nè, ngay cái mắt nè. Giật. Vậy thôi. Đây nè, giật. Nè không? Đây nè, giật. Nè, cái cục. Nè, rồi, cái cục nữa. Nè không? Rồi, giật. Rồi, xong bắt đầu lắc cổ tay. Nè, gặp một cái. Nè, rồi bây giờ da ấp da mềm, cái tay mềm. Rồi thì giơ tay kia lại ha, cái đó là không nói tay kia nè, đó khác liền ha, khác liền ha. Nhưng mà điều quan trọng là gì nè, bây giờ cái tay này quay lên đi coi được bao nhiêu. Lên cao rồi. Rồi ta là ra quên rồi, tay cao rồi mình làm tay cao trước ha. Ok. Cái gì đấy? Tay này. Cái tay này để vô cái nó cứng liền ha. Ha. Không gặp được. Vô rồi. Tay bắt đầu bước xuống này để lại thử coi sao để chơi. Chơi rồi, để lại đi thử coi. Rồi, như đó, làm tiếp đi. Rồi, nằm thẳng ra. Người ra đó. Rồi nhấc cái giò lên, rồi anh qua kia. Cứ ngắt này người, cứ ngắt giống như ông gì đó. Cười lên mê. Lê mê quá đã. Cực lạc là đâu tả, cực lạc là đấy.
bây giờ là mọi người sẽ thêm hắn quay cái tay lên. Cái đó là ok rồi, cái đó là ngon lắm rồi. Đó, cái này bây giờ lên được quá cao rồi ha. Ok. Rồi ngồi xuống đứng dậy đứng đó. Rồi cuối rồi này nọ rồi ngon lành. Rồi ok. Rồi bắt đầu công tượng đi. Thấy sao? Sau khi giật một giờ đồng. Thì đó con vừa nói, em vừa nói đó. Đó, giống như là ba chúa thơ nông đoàn thì điệm hả? Còn lại là cực lạc là đâu? Tá cực lạc là đây. Kiểu sao đừng, thầy đừng có lên gọi bạn xanh nha. Thầy có lên gọi bạn xanh rồi là dân gian kiểu này khổ lắm. Tại vì anh em bị tổn thương cuộc sống cổ này. Mọi người hiểu không? Cái này là do cuộc sống cổ rồi. Cho nên khi mình chồng đá là chung cùng một lúc cái gan, cái cổ. Cái cổ là dùng cái khăn ra đăng á. Cái đầm đăng đây, cái cổ mới nằm thì nó mới dứt được. Chứ còn cái gan không chứa đủ. À, anh này bị hai thứ. À, rồi, còn gan đó là bắt buộc rồi. Tại vì anh có dấu hiệu sao ở trên ngực rồi. Tức là gan có vấn đề rồi. Mà nếu anh không nhậu nữa thì cái chuyện đó là do thuốc lá thôi. Nó là tổn thương gan của anh rồi. Do đó bây giờ chỉ có duy nhất để cứu anh được á là phải chườm đá vừa gan vừa cổ. Và chườm liên tục. Giờ không ngưng nữa. Giống như anh gì đó. Thọ. Anh Thọ đó. À, anh Thọ là chườm đá như vậy là hai năm mấy nay rồi, không có bỏ ngày nào. Mà cái điều quan trọng là nó cải thiện cho cơ thể rất nhiều. Nhưng mà tôi hỏi anh Thọ có hốt không khí chưa? Hốt nhiều. Và chỉ có hốt không khí thì mới thấy cái giá trị của chùm đá. Mà có chùm đá mà vừa hốt không khí mới thấy giá trị của cái này. Tôi nói ha. Anh nào mà béo phì hốt nhanh xuống cân. Nhanh xuống cân. Nhưng mà có điều một cái nữa này. Chính xác. À, là cái điều quan trọng là như tôi á. Là trước đây á, tôi bị ngoại tâm thu. Mà tôi dùng thuốc cũng nhiều lắm nha. Mà cái ngoại tâm thu nó không giảm. Nhưng mà từ khi tôi hút không khí giờ ngoại tâm thu không còn nữa. Hút đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0937-853-823. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.